Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dù đã hợp tác cấp cao với Mỹ, vì sao Hà Nội vẫn bí mật mua 8 tỷ đô la vũ khí từ Nga? Ngoài ngày 10 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Đây là một chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Mục đích chuyến thăm là nâng cấp mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Không hiểu vì lý do gì, một ngày trước đó là vào ngày 9 tháng 9, tờ báo New York Times tiết lộ thông tin cho biết Hà Nội ve vãn Mỹ nhưng vẫn đi cửa sau mua vũ khí của Nga. Bài báo cho biết Việt Nam đang xích lại Mỹ gần hơn bao giờ hết và Hà Nội hy vọng có thể dựa vào Washington trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Vậy mà ngay trong bối cảnh này, lãnh đạo Hà Nội lại bí mật mua 8 tỷ đô la vũ khí từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đã tuyên bố trước đó. Bài báo trên tờ The New York Times tiết lộ thông tin Việt Nam bí mật mua 8 tỷ đô la vũ khí Nga trước khi Biden đến Hà Nội. Tờ New York Times tiết lộ một văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam phát hành vào tháng 3 năm 2023 nhưng không ghi ngày cụ thể. Nội dung của bản báo cáo cho biết các giới chức Việt Nam xác nhận Bộ Quốc phòng Việt Nam đã âm thầm bí mật mua sắm vũ khí quốc phòng để hiện đại hóa quân đội nước này thông qua một liên doanh dầu khí Việt Nam và Nga. Văn bản dò dỉ do một Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã ký. Bản tài liệu ghi rõ, thời điểm đó, tháng 3 năm 2023, phía Việt Nam tiến hành đàm phán một thỏa thuận mua vũ khí mới của Nga để củng cố niềm tin chiến lược, bất kể đó là thời điểm Nga đang bị các nước phương Tây cấm vận về mọi mặt. Theo đánh giá của tờ báo New York Times, Việt Nam từng là một trong 10 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu của thế giới và từ lâu đã phụ thuộc vào nguồn vũ khí của Nga. Rõ ràng, việc Mỹ tuyên bố trừng phạt các quốc gia mua vũ khí Nga đã làm ảnh hưởng kế hoạch cải tổ quân đội của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong bối cảnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông luôn luôn đang bị đe dọa trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Do đó, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, giới chức trong Bộ Quốc phòng Việt Nam phải tìm mọi cách để xoay sở, luồn lách để tiếp tục mua vũ khí từ Nga. Song theo đuổi các thỏa thuận vũ khí của Nga, Hà Nội chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không ít tới sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Xe tăng của Nga tại cuộc triển lãm vũ khí ở Hà Nội vào hồi cuối năm 2022. Bài báo của The New York Times còn tiết lộ văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam còn thấy chi tiết cách thức Bộ Quốc phòng Việt Nam thanh toán tiền cho các thương vụ vũ khí bí mật. Theo đó, để tránh sự giám sát của Hoa Kỳ, số tiền mua vũ khí từ Nga sẽ được thông qua hệ thống sổ sách kế toán của một liên doanh khai thác dầu khí Nga-Việt Nam mang tên Rusviet Petro. Đây là một công ty có các hoạt động khai thác dầu khí tự nhiên ở miền Bắc nước Nga. Văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam còn khẳng định rằng Đảng và Nhà nước chúng ta vẫn xác định Nga là đối tác chiến lược quan trọng nhất về quốc phòng và an ninh. Các điều khoản thỏa thuận trong bản ghi nhớ và các hợp đồng mua bán vũ khí với Nga có giá trị khoảng 8 tỷ đô la trong thời hạn 20 năm. Hai tháng sau, đề xuất của Bộ Tài chính Việt Nam, cựu Thủ tướng Nga Dmitry, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã âm thầm tới Hà Nội để ký thỏa thuận này với giới chức lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Điều này chính là lý do tại sao Việt Nam luôn né tránh việc chỉ trích Nga xâm lược Ukraine, cũng như Việt Nam luôn bỏ phiếu chống lại các nghị quyết của Liên Hợp Quốc gây bất lợi cho Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2023. Trước khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, do chất lượng của một số khí tài quân sự Nga không như quảng cáo, nên Hà Nội đã bắt đầu tìm các nguồn cung cấp vũ khí khác như từ Israel, Cộng hòa Séc và một số nước khác. Về phần mình, Hoa Kỳ cũng đã biết nên cố kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Nga. Vào năm 2016, Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Tuy nhiên, tờ báo New York Times cho rằng quân đội Việt Nam vẫn gắn bó sâu đậm với Nga và việc thay đổi điều đó có thể mất nhiều thập niên. Hầu hết các thế hệ tướng lĩnh hàng đầu quân đội Việt Nam đều được đào tạo ở Liên Xô trước đây và ở Nga sau này. Ngoài ra, còn có một lý do khác để Hà Nội muốn giao dịch với Nga là làm ăn với Nga thì luôn có trò luồn tay dưới gầm bàn, tức là lại quả rất lớn, trong khi tướng lĩnh Việt Nam cũng chẳng tử tế gì. Mua bán vũ khí với Nga là cơ hội để tướng tá Chóp Bu trong Bộ Quốc phòng Việt Nam có cơ hội tham nhũng khủng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin dù đã hợp tác cấp cao với Mỹ, vì sao Hà Nội vẫn bí mật mua 8 tỷ đô la vũ khí từ Nga? Đại án Việt Á
chạy tội cho quan tham, Trung tướng Tuân Sô vụng chèo khéo chống. Thông tấn xã Việt Nam trong bản tin Bộ Công an lý giải hàng trăm tỷ chênh lệch trong kết luận vụ Việt Á vào ngày 9 tháng 9 cho biết, chiều ngày 9 tháng 9 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã lý giải rõ số tiền chênh lệch mà Việt Á đã chi để hối lộ cảm ơn quan chức. Cụ thể, trong kết luận điều tra, Bộ Công an đã xác định Việt Á hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng và chi ra hơn 106 tỷ đồng đưa hối lộ. Trước đó, cơ quan này cho biết vụ Việt Á kiếm lãi 4.000 tỷ đồng và chi 800 tỷ đồng để bôi trơn. Theo đó, đầu tháng 6 năm 2023, Bộ Công an cho biết Việt Á kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng, nhưng trong kết luận điều tra đã ban hành, cơ quan điều tra nêu rõ số tiền mà Việt Á đã hưởng lợi bất chính là hơn 1.200 tỷ đồng và số tiền chi đưa hối lộ chỉ có hơn 106 tỷ đồng. Bộ Công an lý giải hàng trăm tỷ chênh lệch trong kết luận vụ Việt Á. Liên quan đến chuyện số tiền hàng trăm tỷ đồng của công ty Việt Á dùng để hối lộ, cảm ơn hay để tặng các quan chức lãnh đạo, bỗng nhiên nó ngót đi gần 8 lần, chắc chắn sẽ không thuyết phục được dư luận và người dân Việt Nam. Đơn giản là vì điều luật số 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có quy định về tội đưa hối lộ như sau. Tội đưa hối lộ, người nào thực hiện hay qua trung gian đã hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào phía sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng cho đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tiền, tài sản, lợi ích và vật chất khác trị giá từ 2 triệu cho đến 100 triệu đồng, bao gồm lợi ích phi vật chất. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm như có tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, dùng tài sản nhà nước để đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn và phạm tội 2 lần trở lên. Và tiền hối lộ là tài sản, lợi ích vật chất khác có trị giá từ 100 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng. Tiếp theo là phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng tới dưới 1 tỷ đồng thì bị phạt tù 7 năm đến 12 năm. Như vậy, theo những quy định trên thì người phạm tội đưa hối lộ có thể bị phạt tiền hay phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tùy mức. Do vậy, chẳng dại gì mà chẳng bao giờ người một công ty Việt Á cố ý khai vống và khai tăng số lượng tiền đưa hối lộ để phải nhận bản án nặng hơn cho mình. Đó là điều cuộc đời không bao giờ xảy ra. Nhận cảm ơn 200.000 đô la từ Việt Á nhưng Trung Ngọc Anh vẫn vô tội. Theo Trung tướng Tuân Sô giải thích, sau khi khởi tố vụ án Phan Quốc Việt và các bị can liên quan đã khai công ty Việt Á có doanh thu và lợi nhuận khoảng 4.000 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã dành khoảng 20-25% trong tổng số này là tương ứng khoảng 800 tỷ đồng để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các đơn vị đối tác mua kit xét nghiệm và vật tư thiết bị y tế khác. Đó chỉ là lời khai ban đầu, nhưng sau khi có kết luận điều tra ban ngành vào ngày 17 tháng 8, những con số này có sự chênh lệch rất lớn. Mà theo tướng Tuân Sô, có sự chênh lệch đó là do quá trình điều tra đã làm rõ thêm được nhiều nội dung khác nhau. Cũng theo Trung tướng Tuân Sô, trên tinh thần trọng chứng hơn trọng cung, do đó chỉ khi nào có đủ căn cứ chứng minh việc đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền mới có thể khởi tố điều tra và đề nghị truy tố, với tinh thần chứng cứ rõ ràng đến đâu thì kết luận đến đó. Chắc chắn một điều là số tiền đưa hối lộ của Việt Á cho các quan chức giảm khoảng 8 lần thì số lượng các quan chức nhận hối lộ cũng giảm theo tỷ lệ thuận. Với lý do đó, chia sẻ về việc vì sao cùng hành vi nhận tiền mà các bị can bị khởi tố và những tội danh khác nhau, Trung tướng Tuân Sô giải thích tiếp. Có bị can đặt yêu cầu, thỏa thuận, đặt điều kiện với đối tượng đưa tiền và họ nhận tiền xong mới xử lý việc. Có những bị can họ không đưa yêu cầu, điều kiện, thỏa thuận nào trong việc xử lý mà họ nhận tiền, nhận quà sau khi xong việc. Như vậy, hành vi, hành động khác nhau trong việc nhận tiền sẽ bị xử lý khác nhau. Chủ trương chống tham nhũng, nhân văn của ông Tổng Bí Thư. Như vậy thì đã rõ, lấy dẫn chứng như trường hợp của cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung Ngọc Anh, người có liên quan đến vụ Việt Á. Ông Anh đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bị can và xám xét nơi ở, nơi làm việc do đã nhận 200.000 từ Phan Quốc Việt. Vậy mà cuối cùng, Bộ Công an lấy lý do khi nhận 200.000 đô la, Trung Ngọc Anh đã nói tớ cảm ơn. Nên số tiền đó là quà biếu chứ không phải là tiền đưa và nhận hối lộ. Nếu Trung tướng Tuân Sô và Bộ Công an vận dụng phương châm của Tổng Bí Thư chỉ đạo là
cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ. Không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt vân vân. Thì nói thẳng rằng công luận đã rõ, sao cứ phải vòng vo tam quốc để mà lấp liếm cho mất thì giờ. Người Việt Nam thường có câu đường đi hay tối, nói dối hay cùng. Điều đó có nghĩa là khẳng định sự thật chỉ có một, cũng giống như câu thành ngữ một nửa cái bánh mì là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đại án Việt Á chạy tội cho quan tham, Trung tướng Tô Ân Sô vụng chèo khéo chống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.